Vô Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Vô Danh. Thì hôm nay Vô Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên Vô Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Vô Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Vô Danh. Một lần nữa, Vô Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn. Nhiều, thật nhiều, kính thưa các bạn. Thì hôm nay Vô Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Vô Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Vô Danh cũng xin giới thiệu với tất cả các bạn thân thương Vô Danh. Vô Danh đang đứng trong rừng cây ăn trái mà các bạn nhìn thấy bông hoa đang nở rộ, là chuẩn bị cho cái mùa trái cây sắp tới. Khi nó đang nở rộ bông như thế này, năm nay bông như vậy, thì những loại trái cây này rất là nhiều sai trái so với mùa năm thì thất mùa, kính thưa bạn. Thì đó là giới thiệu qua khung cảnh cùng với tất cả các bạn thân thương của Vô Danh. Đầu năm cho Vô Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một năm mới được vui vẻ, an lành, và các bạn sẽ đạt được nhiều ý muốn trong năm 2024 mà những gì dân tộc Việt Nam của chúng ta thường hay nói là cái Tết đến cái mai, cũng như năm mới đạt được nhiều mục tiêu thành công từ sức khỏe cho đến tài chính và làm ăn được phát đạt. Đó là lời chúc của Vô Danh gửi đến tất cả các bạn thân thương của Vô Danh. Thì nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine trong 24 giờ, cũng như những gì sự vụ xảy ra ở nội các của Ukraine đang diễn ra, kính thưa bạn. Thì nói đến những tin đồn đoán thời gian vừa qua và cho đến bây giờ, cũng như nói đến là tham mưu trưởng của Ukraine, ông phải từ chức qua những gì mà các báo chí bình luận, và cũng như lời của Tổng thống Zelensky từ trước tới nay, ông tuyên bố rằng ông không có ý định để bắt buộc là tham mưu trưởng Ukraine ông phải từ chức. Nhưng dẫn đến ngay bây giờ thì chuyện hiện thực đang hiển nhiên, và giữa Tổng thống Zelensky và cựu tham mưu trưởng Ukraine hôm nay đã là chính thức, ông đã từ chức, cũng như những gì mà các báo chí nêu ra và lời của phát biểu của Tổng thống Zelensky. Thì đầu tiên Tổng thống Zelensky ông rất cảm ơn đến là cựu tham mưu trưởng Ukraine, ông Yeluki Lukny. Ông cũng đã có công đóng góp với đất nước và tổ quốc, người dân Ukraine luôn nhớ ơn đến ông. Nhưng ông mắc phải những cái sai lầm mà cả quốc hội đã thống nhất, như vậy là quyết định ông phải nghỉ việc với những lời lẽ của Tổng thống Zelensky ông đã đề ra. Thì bây giờ nó đã trở thành hiện thực, lại có tân tham mưu trưởng Ukraine, đó là ông Siki. Ông Siki, ông cũng là một chiến binh, ông cũng có từng chiến đấu với ở miền đông Ukraine, và những trận địa ông đã đạt được thành công đặc biệt nhất như Kharkov và lẫn cả mặt trận Bakhmut, những kế hoạch, những ý kiến của ông đã nêu ra, thì bổ nhiệm cho ông Siki làm tham mưu trưởng Ukraine. Thì nhiều báo chí bình luận cho rằng giữa tình thế mặt trận ở miền đông Ukraine đang sôi sục một cách đáng sợ chưa từng có, nhưng lại thay đổi tham mưu trưởng, và chiến lược của cựu tham mưu trưởng không đạt được thành công. Và cũng như ông Siki, ông có đạt được mục tiêu nào hay không qua những gì các báo chí bình luận nói về chiến công của ông ở tại Kharkov, Kharkiv, cũng như luôn cả ở mặt trận Bakhmut vừa qua, với những cuộc họp ở tham mưu mà ông đã đề ra. Ông đã từng tuyên bố, ông cho rằng nếu như một cuộc chiến ở tại mặt trận Bakhmut mà chúng ta cố gắng gìn giữ, chúng ta quyết tâm để đối đầu với quân Nga giữa lúc binh lực của chúng ta không đủ, cũng như sự chiến đấu của chúng ta đang gặp những khó khăn, chúng ta chỉ phòng thủ và tiêu diệt quân Nga cho đến lúc kiệt quệ, lúc đó phản công cũng chưa muộn. Sau những lời cự cãi là giới tham mưu trưởng, và sau cùng thì ông trở về ở tại Kharkov. Thành phố Kharkov, một tỉnh lỵ lớn miền Bắc của đất nước Ukraine, giáp là giới biên giới Nga, tỉnh Belgorod, cách nhau chỉ khoảng 10 cây số hoặc có hơn. Thì những cuộc đụng độ nói đầu tiên đó là ở Kharkiv,
cũng như Sochi. Vừa qua mà chính ông đã chỉ huy đơn vị của ông ở tỉnh lỵ này đã xóa sổ một lữ đoàn thủy quân lục chiến vừa qua vào thời điểm mà Nga tấn công vào ở Suida, Sochi và nhiều mặt trận khác cũng như ở tại mặt trận Bakhmut. Thời điểm đó là thời điểm của quân Wagner đang chiến đấu. Ông đã xóa sổ và ông đã đạt được mục tiêu thành công miền Bắc. Đó là chiến tích của ông qua những gì mà chúng ta đang nhìn thấy. Thì nói riêng về bình luận báo chí về vấn đề là tân tham mưu trưởng Ukraine, ông Siki. Hiện tại thì người ta cho rằng ông là một tướng diều hâu. Ông có thể đạt được nhiều thành công. Nhưng tình thế là ở tại Arinka, miền đông Ukraine đang rơi vào cái cảnh dầu sôi lửa bỏng. Khó có thể giải quyết một vấn đề giữa thời điểm mà lực lượng quân đội Ukraine hiện đang cạn kiệt vũ khí. Theo các báo chí bình luận cho rằng, dù cho có tài cỡ nào nhưng không có binh lực, không có vũ khí, khó có thể chiến đấu. Nhưng với tinh thần của binh sĩ của Ukraine thì có thể đạt được mục tiêu thành công. Đang chia sẻ với các bạn, ông trời ông mưa phùn lất phất, dòng mùa này như vậy, lúc nào cũng mưa phùn nhưng không có mưa lớn. Để chúng ta tiếp tục chia sẻ, đừng để lạc đi cái không khí hấp dẫn cũng như không khí đặc biệt hiện tại. Thì qua các báo chí bình luận cũng như luôn cả quân đội của Ukraine nhận định cho rằng với tham mưu của Ukraine cụ là ông Yaluny, thì ông sẽ đạt được thành công hơn, ông có nhiều kinh nghiệm. Nhưng theo các báo chí, đặc biệt nhất là Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ cũng lên tiếng nói đến đề tôn trọng của đất nước Ukraine cũng như luôn cả tổng thống Zelensky. Ông quyết định thay đổi tướng lãnh, thay đổi bất cứ mọi hình thức ở lãnh thổ đất nước Ukraine. Đó là quyền quyết định của Ukraine. Hoa Kỳ không có can thiệp vào nội bộ, cũng như Hoa Kỳ không can thiệp vì vấn đề bổ sung tướng lãnh. Việc thay đổi tướng lãnh là bình thường, vào thời chiến hay là thời bình cũng vậy. Nếu như không đạt được thành công thì điều mà cần phải thay đổi đặc biệt nhất là phải tướng lãnh diều hâu và có nhiều kế hoạch cũng như đạt được mục tiêu thành công, theo phía Hoa Kỳ đã nhận định. Thì nói đến vấn đề này, theo Vô Danh nhận định, chỉ riêng cá nhân Vô Danh thôi chứ không phải là những người khác mà người ta bình luận, thì nhìn qua ông Siki, kính thưa các bạn, thì ông là một tướng diều hâu và ông cũng có thể là một tướng có tài vì phong cách và con người, cũng như cộng thêm nói về đạo đức qua những gì mà ông đã từng tuyên bố qua cuộc họp tham mưu ở Ukraine, những đợt tấn công và những đợt để phòng thủ, thì ông Siki là có kế hoạch nhiều hơn và ông có lương tâm, cũng như nói đến về việc tướng lãnh thì nói câu ông bà của mình, nói là tướng và tài, cũng như nếu mà người có tài có đức thì mới đạt được mục tiêu đó, cũng như quyết định một cuộc chiến mà Vô Danh cũng có từng kinh nghiệm ở chiến tranh vào thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Vì vậy, nói việc mà tướng lãnh thay đổi đó là chuyện bình thường, không có gì để nói. Cũng như cái câu mà ông bà của chúng ta thường hay nói, đó là tướng có tài thì có tài có đức. Có tài là phải có đức, đó là đức thắng tài quyền quy chiếm bản, mà tài thắng đức thì lướt đạn song tên, trăm trận trăm thắng. Vì vậy, việc thay đổi tướng lãnh ở Ukraine thì không có gì đặc biệt, cũng như không có gì là quan trọng giữa tình thế hiện nay mà tân tướng lãnh Siki này, ông có đạt được mục tiêu thành công hay không, và quyết định của ông đó là vấn đề mà hiện nay các báo chí bình luận đang lo sợ rằng là ông không đủ khả năng, vì kinh nghiệm của ông là một trong tướng phòng thủ chứ không phải là tướng ở gang diều hâu để chiến đấu, theo người ta bình luận. Kính thưa bạn, nhưng nếu thời điểm hiện tại này ông phòng thủ thì chắc có lẽ là phù hợp hơn. Còn cái việc mà để gang phản công thì lúc đó họ tính tới. Còn ngay bây giờ, giữa tình thế mà Ukraine đang rơi vào trong tình trạng khủng hoảng về khó khăn cũng như cuộc chiến, thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới, xem tân tướng lãnh của Ukraine, ông Siki, ông có đạt được mục tiêu thành công nào hay không, hay là
vẫn là ở trong cái tình thế này. Đó là theo các báo chí bình luận về tình hình hiện tại, riêng về cuộc chiến ở tại Kharkiv, cũng như Kharkov và luôn cả khu vực Avdiivka, thì nói đến việc Avdiivka ngày hôm nay đang rơi vào cái chậu lửa là có thể bên bờ sụp đổ, theo các báo chí bình luận. Và luôn cả báo của Nga cũng đăng tin dồn dập về tình hình mà quân của Nga dồn dập tấn công vào ở Avdiivka. Mặt trận Avdiivka là một trong mặt trận ác liệt chưa từng có, nói nó có thể gấp 10 lần ở tại mặt trận Bakhmut. Thời gian vừa qua, mặt trận Bakhmut là một mặt trận đang ở gian là giằng co quyết liệt để lực lượng quân đội Ukraine gian là tiêu diệt hao mòn quân Nga. Nhưng ở tại Avdiivka thì khác, Nga áp đảo tấn công. Nói đến quân số, lực lượng của Nga đã dồn dập tấn công vào ở Avdiivka, cách ở tại tỉnh Donetsk. Avdiivka là một quận của Donetsk, chỉ 10 cây số, và con số có thể ít hơn, từ 8 tới 10 cây số theo các báo chí bình luận. Quận lỵ Avdiivka là một trong quận lỵ của Donetsk, nhưng thành trì này là thành trì cố thủ. Hãy nói là lực lượng quân đội Ukraine đã gìn giữ thành trì Avdiivka hơn 10 năm nay, kể từ khi Nga xâm lăng vào đảo Crimea và bắt đầu một cuộc nội chiến ở nơi đây. Lực lượng phòng thủ của Ukraine đã gìn giữ suốt một thời gian dài, bây giờ thì trên bờ sụp đổ. Vì vậy, lực lượng quân đội Ukraine không muốn để cho mất thành trì Avdiivka, nhưng trận chiến càng lúc Nga càng áp đảo, đưa quân con số khổng lồ, nói đến là 1 đến 10. Quân đội Ukraine chỉ có một người mà phải đương đầu với 10 kẻ thù ở trước mắt là một cảnh tượng khó có thể diễn tả được. Vì vậy, thành trì của Avdiivka khó có thể trụ vững được trong những ngày sắp tới. Dù rằng hiện nay, Nga tuyên bố cho rằng đã xông vào ở trong thành phố ở Avdiivka thuộc miền Bắc một phần và cắm cờ trên đó, nhưng bên Ukraine chưa có lên tiếng về sự vụ này, cũng như là Nga đã chiếm được bao nhiêu. Nhưng theo hình ảnh vệ tinh từ Anh Quốc nhận định cho biết là Nga chiếm được khoảng 1 cây số 3 và chiều dài khoảng 3 cây số ở trong khu vực ở khu công nghiệp. Hầu như khu công nghiệp hiện tại là Nga đã chiếm hoàn toàn, theo hình ảnh vệ tinh mà Anh Quốc đã nhận định. Và lực lượng quân đội Ukraine bắt buộc phải rút tiếng phòng thủ về tiếng sau để củng cố lực lượng. Một cuộc chiến bất phân thắng bại hiện tại mà giới binh lực của Nga là một binh lực hùng hậu, đủ cỡ, đủ loại vào ngày hôm qua. Và rạng sáng ngày hôm nay, nói đến Nga tấn công bom lượn vào thành trì này thì phải nói là một con số khổng lồ, trên dưới gần trăm quả bom lượn. Và quân đội Ukraine bắt buộc phải rút tiếng phòng thủ từ ở tiếng đầu và lùi về tiếng sau. Theo các báo chí chia sẻ, thì tình hình hiện tại nói đến ở tại mặt trận Avdiivka đang trên đà sụp đổ, mà lực lượng quân đội Ukraine phải gồng mình để phòng thủ, rút về tiếng phòng thủ kiên cố để bảo vệ một phần của ở quận Avdiivka. Quận Avdiivka hiện tại theo con số mà ở quân đội Ukraine đã kiểm soát thời gian vừa qua và cho đến nay cho biết người dân còn lại khoảng 1.000 người, và quận lỵ này là dân số trên 30.000 dân, với một con số diện tích tương đương là với ở mặt trận Bakhmut. Về đất đai 41 cây số vuông, có thể ít hơn một chút theo các báo chí chia sẻ, nhưng tình thế ở tại mặt trận Avdiivka đang quyết tử, mà lực lượng quân đội Ukraine cũng tuyên bố rằng chúng tôi sẽ quyết tử vì thành trì chiến lược, không để mất Avdiivka. Hiện nay Nga đang tung lực lượng và đánh đến 4 hướng ở tại mặt trận Avdiivka, từ miền Bắc, miền Đông lẫn cả miền Nam, và áp đảo để cho lực lượng quân đội Ukraine bắt buộc phải rời đi. Và chỉ có con đường lựa chọn, nếu như những tuyến đường huyết mạch mà quân đội Ukraine không thể kìm chân được ở tại Avdiivka thì xem như Avdiivka sụp đổ
đó là những gì các báo chí chia sẻ về một trong tình hình mới nhất ở Ukraine trong 24 giờ, kính thưa bạn. Tình hình hiện tại như ở Kupiansk, Govotine, hay tất cả các khu vực này, Nga cũng dồn dập tấn công từ đạn pháo, rocket và lẫn cả bộ binh hàng loạt trong 24 giờ. Hiện nay, thì theo tin tức từ miền đông Ukraine đã nhận định cho rằng chúng tôi hiện đang trở ngại cũng như đang gặp khó khăn mà phải đương đầu ở tuyến đầu ở Atenka, còn những khu vực khác chúng tôi vẫn kiểm soát được hoàn toàn không có gì đặc biệt, theo các báo chí chia sẻ, đặc biệt nhất là Bộ Quốc phòng Ukraine đã lên tiếng. Riêng về Nga thì Nga cho rằng nối cuộc chiến ngày hôm nay Nga đã đạt được mục tiêu thành công, đó là chiếm trọn thành trì Andriyanka cũng như tất cả các khu vực khác là nguyên vẹn của một tỉnh Donetsk. Vì tỉnh Donetsk, quân đội Ukraine kiểm soát phân nửa và còn phân nửa tỉnh lại là phía Nga kiểm soát. Thì tình hình hiện tại là cuộc chiến này xem bộ Nga muốn quyết định là phải chiếm lấy cho bằng được ở toàn tỉnh Donetsk để bảo vệ tỉnh Lugansk, giữa tỉnh Lugansk và Donetsk. Chỉ là tuyến đầu là Donetsk, tuyến sau là Lugansk. Đó là theo các báo chí chia sẻ. Và kế tiếp bắt đầu mục tiêu tấn công của Nga đó là ở Kharkov cũng như ở tại Sochi và những khu vực khác hiện tại mà Nga đang dồn lực lượng quân sự về đây để tiếp tục tấn công mạnh hơn ở miền Bắc của Ukraine. Riêng về thành trì Bakhmut thì lực lượng quân đội Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu. Nga tìm bằng mọi cách để xuyên qua con sông, nhưng lực lượng quân đội Ukraine hiện vẫn còn ở mé bên kia con sông Bakhmut và bị chia cắt. Với là lực lượng quân đội Ukraine giờ tiến phòng thủ ở bên kia sông và bên đây sông. Bên đây sông là pháo, xe tăng cũng như tất cả các quả lực để chi viện, vì cây cầu đã bị sập tất cả mọi nơi, không còn được qua sông. Mà lực lượng quân đội Ukraine cũng không cần phải bắt cầu trong tình thế bị bao vây về tình hình ở mặt trận Bakhmut. Đó là chi tiết về chiến sự ở miền đông Ukraine. Riêng về tình hình miền nam Ukraine thì cũng phải nói không thua kém. Những trận chiến mà lực lượng quân đội Ukraine đối đầu với quân Nga, đặc biệt nhất vào ngày hôm qua, đó là ở tại Melitopol, Nga bắn 17 máy bay không người lái Shahed và lực lượng quân đội Ukraine bắn hạ 11 chiếc, còn lại những chiếc khác bị nổ khắp nơi. Và tình hình ở miền nam Ukraine, đặc biệt nhất là cây cầu cũng như cặp theo con sông Dnipro mà giữa Nga và Ukraine tiếp tục chiến đấu, giằng co một cách ác liệt chưa từng có trong thời điểm mà lực lượng quân đội Ukraine chưa có vũ khí, kính thưa bạn. Thì bây giờ Ukraine không có đường nào lựa chọn, mà lựa chọn đó là phải phòng thủ để bảo vệ, đừng để cho Nga lấn sân sang thêm và chiếm thêm nhiều lãnh thổ. Theo những gì các báo chí chia sẻ với lời của Tổng thống Zelensky, ông tuyên bố cho biết, ông nói chúng ta hãy cố gắng chờ đợi một chút xíu nữa, một chút xíu thời gian nữa khi chúng ta đã có vũ khí. Ông đang làm việc là với NATO và lẫn cả Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia khác, hứa hỗ trợ vũ khí và gói vũ khí sẽ đến kịp thời với chúng ta trong tình thế mà chúng ta đang cần thiết hiện tại ngay bây giờ, như lời Tổng thống Zelensky ông đã tuyên bố. Thì tình hình hiện nay như các bạn đã thấy, nữa là ông NATO thì ông đã chậm chạp. Ông đã ở gần quyết định xong, hãy chờ đến ở đúng thời điểm bắt đầu giao vũ khí thì chẳng khác nào nó đói quá chịu không nổi, xỉu lên xỉu xuống bắt đầu mới cho miếng cơm ăn. Còn ông Biden thì xem như ông đã bế tắc hoàn toàn, giơ hai tay hai chân đầu hàng, vì tổng thống mà không có tiền, không có quyền hạn thì xem như tất cả mọi thứ đều bị bế tắc. Và cuộc khủng hoảng này Ukraine sẽ ra sao? Theo các báo chí bình luận cho rằng là một mình NATO hỗ trợ cho Ukraine. Nếu như những gì mà Tổng thư ký NATO ông đã tuyên bố là đúng thời điểm, ông sẽ viện trợ 1 triệu quả đạn cho Ukraine. Nhưng tại sao không hỗ trợ lần lượt đúng 1 triệu đi ông nội? Ông cứ chơi kiểu này thì chết người ta, chết phải nói là giờ hy sinh xương máu của quân đội Ukraine mà giờ là mất thêm phần đất nữa. Đây là một vấn đề khó khăn mà các báo chí đang lên tiếng tình hình về vấn đề Ukraine mà Nga đang áp đảo tấn công. Riêng về tình hình ở tại tỉnh Kherson thì nói đến giữa con sông ngạn Dnipro, lực lượng quân đội Ukraine vẫn còn ở bên kia con sông, cách
từ 10 đến 30 cây số nhiều khu vực khác nhau, cũng như giữa đầu cầu, hai bên vẫn còn đang quyết tử và đấu pháo với nhau một cách ác liệt chưa từng có, theo các báo chí chia sẻ. Đặc biệt nhất là Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố, nói hiện nay chúng tôi nhờ sự áp đảo từ máy bay không người lái và chúng tôi sẽ tung hàng loạt với các đơn vị máy bay không người lái khi mà Tổng thống Zelensky ông đã quyết định thành lập là binh chủng máy bay không người lái. Bộ Tham mưu đã quyết định độc lập và quyết định chiến đấu. Vì vậy, với việc ngăn chặn Nga diễn để cuộc xâm lăng này phá hủy khí tài quân sự của Nga từ miền Đông lẫn cả miền Nam Ukraine, Nga kiệt hại nặng nề với việc máy bay không người lái cảm tử này. Đó là chi tiết về tình hình ở Kherson, riêng về Zaporizhia cũng như luôn cả khu vực Avdiivka thì Nga tấn công đến 3-4 mặt trận. Từ Zaporizhia là một trong những tiếng gan gồng Nga dồn dập tấn công. Nỗ lực của Nga tức là phải làm sao đẩy lùi lực lượng quân đội Ukraine vừa qua đã chiếm lấy sâu ở trong tiếng gan gồng của Nga, đó là tỉnh Zaporizhia, đẩy lùi được nơi đây tức là Nga đạt được thành công. Nhưng cuộc chiến này xem bộ hơi giằng co và hơi bị mệt lắm, kính thưa bạn. Về tình hình ở miền Đông lẫn cả miền Nam, Zaporizhia và Avdiivka, đó là chi tiết về tình hình cuộc chiến ở trong 24 giờ cũng như luôn cả quốc hội của Ukraine và những cuộc lục đục nội bộ đang diễn ra. Tất cả bây giờ đã thay đổi và cũng như diễn biến mới của nó. Đó là tin tức đặc biệt về Ukraine. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức tại Nga. Nói đến tin tức tại Nga thì một trong nhà báo của Hoa Kỳ đã phỏng vấn Putin thời gian như vậy gần 2 giờ đồng hồ qua cuộc phỏng vấn và trả lời với Putin. Thì theo tin tức mà báo chí bình luận cho rằng lấy cuộc phỏng vấn hiện nay thì với những gì Putin đã tuyên bố cùng lời phóng viên báo chí của Hoa Kỳ là ông Carlson, thì đề cập đến thời gian vừa qua khi phát ngôn nhân của Nga và luôn cả Jimmy Medvedev và cả Bộ Ngoại giao của Nga tuyên bố rằng sẵn sàng đổ quân tấn công vào đất nước Ba Lan. Điều này Tổng thống Zelensky ông có xác nhận và ông có ý định để tấn công hay không? Thì qua lời báo chí ở tại Hoa Kỳ đang dẫn nguồn tin nói đến tin tức này đang sôi động, làm chấn động cả thế giới mà các quốc gia hiện đang đề cập theo dõi đến cuộc phỏng vấn này. Thì mỗi một báo chí đều đăng tin khác nhau và tại vì cái thời gian tới 2 giờ đồng hồ, người ta lấy cái khúc nào đó quan trọng đặc biệt thì người ta mô tả và để viết lên. Vì vậy mỗi bài báo không giống nhau với bài báo nào, nhưng gồm chung lại tất cả thì theo lời của Putin nhận định cho rằng tôi không có ý định đó, tôi cũng không có ý định là tấn công vào Ba Lan, vào Liên minh NATO, ngoại trừ trường hợp là chúng tôi bị tấn công từ NATO bắt buộc chúng tôi phải đổ quân vào Ba Lan. Đó là những gì mà tôi đã tuyên bố, cũng như sử dụng nói đến việc mà cuộc chiến mà chúng tôi xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine chuẩn bị là 2 năm tới nơi và giữa hai bên vẫn bất phân thắng bại. Điều mà tôi muốn nói là vấn đề Ukraine, chúng tôi không đặt đến vấn đề Ba Lan như những gì mà ông đã đề ra, là Putin muốn lách đi cái đường khác để tránh đi cái trường hợp là sự căng thẳng giữa NATO và Nga càng lúc càng nhiều. Thì ông Carlson ông nhấn mạnh thêm, ông nói tình hình hiện tại Liên minh NATO mở cuộc tập trận sát lại với đất nước Nga, ông nghĩ sao về cuộc tập trận này? Thì Putin trả lời đó là NATO đập tập trận muốn đe dọa chúng tôi về tình hình chiến sự cũng như cuộc chiến Ukraine và Nga chưa hồi kết thúc. Vì vậy cuộc tập trận này là đang đe dọa chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn bỏ qua vì đây là lãnh thổ thuộc của NATO. Chúng tôi không lên tiếng, chúng tôi cũng không đề cập đến vấn đề này, ngoại trừ khi nào một cuộc đụng độ ở biên giới chúng tôi, lúc đó chúng tôi giải quyết, theo lời Putin đã tuyên bố. Thì phóng viên báo chí đề cập đến về tình hình chiến sự ở tại Ukraine,
cũng như Putin, ông có thể chắc chắn rằng ông thắng được đất nước Ukraine hay không? Putin trả lời là tôi đã quyết tâm vì quyền lợi của chúng tôi cũng như quyền lợi của đất nước Nga. Và cuộc đối đầu này, chúng tôi quyết định là phải đi đến cái kết thúc của nó là bắt buộc Tổng thống Zelensky, ông phải ký kết nhượng đất cho Nga 4 tỉnh lỵ mà chúng tôi đang ăn cướp hôm nay. Kính thưa bạn, đang ăn cướp hôm nay. Vì đó rõ ràng là Putin đang ăn cướp giao lãnh thổ của đất nước Ukraine. Vì vậy, cuộc chiến này tôi thề chúng tôi không thể chiến bại. Nga không thể bại trận vì Ukraine, nếu như bại trận là quá nhục nhã. Vì vậy, Nga phải gom toàn lực lượng để tấn công vào Ukraine, theo lời của Putin đã tuyên bố. Và sau khi mà cuộc phỏng vấn kéo dài nhiều giờ đồng hồ, kính thưa bạn, 2 giờ đồng hồ là một cuộc phỏng vấn rất là căng thẳng giữa Putin với nhà báo Hoa Kỳ, ông Kadri Son, thì cho rằng là tình hình này không thể cứu vãn và có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lớn lan rộng cả châu Âu, một cuộc chiến tranh đầy tâm thế chiến, trong khi Liên minh NATO và lẫn có Hoa Kỳ đã hỗ trợ vũ khí cho Ukraine thời gian vừa qua lên tới 106 tỷ đô la từ mặt khí tài quân sự và lẫn cả vũ khí nhiều mặt khác. Và bên cạnh đó, Ukraine đang sản xuất vũ khí hàng loạt với những loại vũ khí chưa hề ai biết, chưa hề có mặt mũi, nhưng vẫn hiệu quả và đạt được mục tiêu thành công. Thì ông nghĩ sao về vấn đề này? Và luôn cả sử dụng máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công sâu vào ở trong lãnh thổ của đất nước Nga, từ dầu hỏa và cho đến vũ khí ở tất cả mọi nơi, trong đó có cả đảo Crimea. Ông nghĩ sao về vấn đề này? Putin cho rằng hiện tại chúng tôi sẽ thiết lập hệ thống lá chắn tối tân và chúng tôi sẽ đẩy lùi lực lượng quân đội của Ukraine nhiều mặt. Điển hình nhất đó là 4 tỉnh lỵ mà chúng tôi sáp nhập hôm nay. 4 tỉnh lỵ này là một trong hệ thống vành đai để ngăn chặn quân đội của Ukraine không thể vượt tầm xa hơn. Nhưng tình thế vẫn là y như cũ, không thay đổi, theo Putin đã tuyên bố sau khi nhà báo của Hoa Kỳ do hãng thông tấn Fox News đã đăng tin, thì ông trở về Hoa Kỳ. Thì ông nói gì về cuộc phỏng vấn này? Kính thưa bạn, ông Carson, ông nói là Putin quá ảo tưởng và Putin hiện đang nằm mơ để chiến thắng Ukraine. Điều mà ông nhận định qua hình ảnh cũng như luôn cả cử chỉ thái độ phỏng vấn là với Putin, Putin đã mất tinh thần về vấn đề cuộc chiến ở Ukraine không đạt được thành công. Điển hình nhất là ở tại Arinka, 10 tháng nay kể từ tháng 10 cho đến tháng 2, bây giờ chỉ chiếm được một lõm nhỏ bằng một khu ấp. Thì làm cách nào để chiến thắng Ukraine? Theo ông nhận định, dù cho Hoa Kỳ đã ngừng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, thì Ukraine cũng có một cái bàn chân để trỗi dậy, vì đất nước Ukraine là một quốc gia đã từng sản xuất vũ khí. Tất cả các loại vũ khí của Ukraine đã đạt được thành công. Bằng chứng cụ thể ngay bây giờ là kế hoạch của thủ đô Kiev bắt đầu tái thiết xây dựng thành phố để chứng nhận cho thấy là một cuộc chiến này Ukraine chiến thắng. Dù rằng chiến tranh tên lửa của Nga tấn công hàng loạt vào thủ đô Kiev, nhưng Ukraine quyết định tái thiết thành phố, những đống đổ nát, xây dựng nhà cửa lại, đó là chứng tỏ một sức mạnh của Ukraine. Vì vậy, ông nhận định cho rằng là Putin đang ảo tưởng. Putin nổi cơn điên, viết ở trên Twitter. Kính thưa bạn, Putin cho rằng là với phóng viên nhà báo của Mỹ, một cuộc phỏng vấn là vô ý nghĩa. Và ông góp công sức để những gì ông gửi một thông điệp đến Tổng thống Zelensky phải ngồi lại đàm phán để giải quyết, chấm dứt cuộc chiến tranh này. Cái giải pháp
phải nhường đất cho Nga. Nhưng Tổng thống Zelensky thì ông đã từng tuyên bố, ông đã thà chết, không bao giờ từ bỏ đất đai tổ tiên của Ukraine giao cho Nga một cách vô cớ, mà lực lượng quân đội Ukraine phải giành lại từng tấc đất do Nga chiếm lấy qua lời phát biểu của Tổng thống Zelensky vừa qua. Vì vậy, nhà báo của Hoa Kỳ, ông cho rằng là Putin đang ảo tưởng. Putin viết ở trên Twitter, Putin nói là tôi thề quyết tử với quân đội Ukraine và chiếm lấy cả lãnh thổ đất nước Ukraine, theo lời của Putin viết ở trên Twitter. Và cuộc phỏng vấn xem như là một cuộc chấn động mà các báo chí đang bình luận rùm beng hôm nay với nhiều bài khác nhau. Kính thưa bạn, đó là diễn viên chia sẻ cùng với tất cả các bạn nói đến việc mà Putin qua cuộc phỏng vấn. Riêng về ở tại đất nước Nga, vào ngày hôm qua đã xảy ra một sự vụ nói đến một nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo của Nga thuộc loại Kalin. Nhà máy này đã sản xuất nhiều loại đạn, nhiều tên lửa đủ loại khác nhau, trong đó có cả Kinza, thì bị bùng cháy và nổ hầu như bình địa nhà máy, thì đúng hơn qua một quả cầu lửa mà người dân của Nga đã quay và cũng như nhìn thấy. Thì phía chính phủ của Nga đã lên tiếng cho biết nó đây là một vụ tai nạn khi đang thử động cơ của tên lửa thì bị tai nạn và động cơ nổ bốc cháy. Không có thiệt hại về người cũng như tài sản là không đáng kể, không là bao nhiêu, và sau khi đó dập tắt hoàn toàn. Thì theo người dân địa phương và viết ở trên Twitter, nỗi đám cháy kéo dài đến 4-5 giờ đồng hồ và xe cứu hỏa giao không thể được khi ga đã nổ và nhiều chất nổ thiết bị khác đã nổ bùng, hầu như nhà máy đã bị bình địa thì đúng hơn, theo người dân đã cho biết, vì họ không thể vào được trong đó. Tất cả các khu vực khi nhà máy bùng nổ lên thì lực lượng an ninh của Nga bao vây tất cả các ngõ ngách, nẻo đường và không cho người dân đến gần, ngoại trừ những trường hợp nhà lân cận gần họ quay được những quả cầu lửa vào hình ảnh do buổi chiều mà người ta đã nhìn thấy. Đó là tin tức đặc biệt về Nga. Một trong tin tức thứ hai là Ủy ban bầu cử của Nga vừa loại bỏ một nhân vật quan trọng của Nga, cho rằng ông này là một nhân vật phản chiến, ông Nadeddin. Ông cũng là một nhà chính trị của Nga và ông tham gia cuộc chạy đua vào Điện Kremlin. Thì theo Ủy ban bầu cử cho rằng về những chữ ký ủng hộ ông là bất hợp pháp. Những chữ ký này lên tới là 105.000 chữ ký. Và những chữ ký này đa phần là nói đến 60% là những người ở bên kia thế giới, những người đã tử vong, những người thuộc về diện âm phủ. Câu này nghe quen quen, nghe quen quen giống như cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ vào thời điểm giữa cuộc tổng thống Donald Trump và tổng thống Biden vừa qua. Thì tình tiết nó ra sao? Theo các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là người dân Nga nhận định cho rằng là Ủy ban bầu cử muốn tẩy chay và đối thủ nặng ký lô giữa Putin và ông Nadeddin. Điều này có đúng hay không? Thì bằng chứng cụ thể, Du Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua nói đến việc Putin hiện nay là Putin phải dẹp tất cả các nhân vật chướng ngại vật. Những nhân vật nào mà muốn cạnh tranh với Putin đều là bỏ. Còn lại những nhân vật mà chính Putin sắp xếp, những nhân vật này không thể đạt được thành công cuộc chạy đua vào Điện Kremlin này. Và cuối cùng, Putin vẫn là kẻ chiến thắng. Theo các báo chí chia sẻ, thì báo Nga hôm nay, đặc biệt nhất là hãng tin TA của Nga, đăng tin nói rằng nền kinh tế nội địa của Nga đang phát triển một cách dồi dào, cũng như hiện tại là hàng hóa nội địa của Nga cũng như luôn cả của Tàu Cộng là người dân của Nga đang hứng thú, thích thú và thích mua đồ rẻ và kiềm giá được, không lạm phát ở đất nước Nga, theo hãng TA của Nga đã đưa tin. Thì chuyện này có thật hay không về vấn đề kinh tế chúng ta không biết, nhưng tình thế là cho thấy là Nga vẫn ở trong cái tư thế là rơi vào cái tình trạng
khủng hoảng nói về đất nước Nga. Một trong cuộc điện đàm với Tập Cận Bình mà Putin đã điện đàm chúc mừng năm mới cho Tập Cận Bình, nói hai bên là hiện nay đang phát triển tốt, tình đoàn kết hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc đang đạt đến mục tiêu thành công, và Nga luôn ủng hộ về vấn đề đảo quốc Đài Loan, và Nga có thể làm một trung gian để giải hòa giữa hai quốc gia Đài Loan và Trung Quốc, để cho Trung Quốc sáp nhập lại thành một tỉnh lỵ của đất nước Trung Quốc. Putin đang định Tập Cận Bình, nhưng Tập Cận Bình thì phải nói là đang thê thảm ngay bây giờ. Lát nữa Vô Danh sẽ chia sẻ cùng với tất cả các bạn về tin tức ở tại Tàu Cộng đang diễn ra vào dịp Tết ở đất nước Trung Quốc như sao và nhiều chi tiết khác. Nhưng với lời nói của Putin chúc mừng với Tập Cận Bình hầu như hơi giả dối rất nhiều, theo các báo chí chia sẻ, miễn câu gắn gọn đó là tình hình ở tại đất nước Nga đang diễn ra trong 24 giờ. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại Trung Đông. Ây cha, cục diện Trung Đông càng lúc càng đang sôi nổi hiện nay, mà giữa Tổng thống Biden cũng như luôn cả Thủ tướng Do Thái và bà Putin. Thì đầu tiên Giáo Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn, nói ngày hôm qua một cuộc đụng độ giữa lực lượng Hamas và quân đội Do Thái, đặc biệt nhất là ở miền Bắc Palestine, thì một cuộc đụng độ là phải nói ác liệt với Hamas. Theo tin tức từ Bộ Quốc phòng Ukraine, Do Thái đã cho biết là quân đội Do Thái đã loại khỏi vòng chiến hơn 10 tên Hamas, và trong đó cũng có cấp chỉ huy dân dân. Giữa thời điểm mà lực lượng Do Thái đi tuần tra cũng như đi truy quét từng khu vực một, ngày nào cũng truy quét hết, không truy quét là không được, tại vì giữa người dân và Hamas nó lộn xộn với nhau, mà Hamas thì đang tìm cách để bắn tỉa với lực lượng Do Thái. Vì vậy là lúc nào cũng đi tuần tra, thì những chiến binh Hamas bắt đầu mang súng chống tăng để bắn vào xe tăng của Do Thái, thì bị lực lượng phát hiện và bắt đầu cuộc đụng độ diễn ra ác liệt này. Tình hình hiện tại về ở dải Gaza, từ miền Bắc lẫn cả miền Nam Palestine vẫn y như cũ, nhưng tình thế người dân Palestine đang rơi vào tình thế là khó khăn trùng trùng và không thể giải quyết được nhiều vấn đề về lương thực cũng như cứu hộ cho người dân Palestine, lên tới là 2 triệu người, là một trong con số khổng lồ. Như các bạn đã thấy, cuộc chiến này bao giờ kết thúc và nó sẽ như sao? Theo các báo chí bình luận cho rằng là cuộc chiến này sẽ kéo dài nhiều năm, không phải một ngày một sáng. Riêng về Hoa Kỳ hôm nay thì nói Tổng thống Biden, ông phải nói là ông đang đối diện với những khó khăn gian nan, đặc biệt nhất là tình hình ở Trung Đông, luôn cả Ukraine. Hiện nay ông phải làm gì trước tình thế này, trong khi hạ nghị viện Đảng Cộng hòa đang thắng thế và không quyết định gói hỗ trợ từ Do Thái lẫn cả Ukraine, cũng như bên cạnh đó về tình hình ở Trung Đông, đặc biệt nhất là đối đầu là với lực lượng Houthi, Hezbollah và quân kháng chiến Hồi giáo ở tại Iraq, đang là một vấn đề nan giải cho Tổng thống Biden. Và ông quyết định như thế nào? Ông có tiếp tục tấn công nữa hay không? Hay là ông dừng nơi đây, trong khi liên minh của ông đã bắt đầu đang chán nản với những gì lời nói của Tổng thống Biden, là ông tuyên bố ông không muốn chiến tranh lại với Iran. Nhưng các mục tiêu hiện tại là do vệ binh cách mạng Iran đứng phía sau, chủ mưu cũng như luôn cả Iran đã cung cấp vũ khí cho Houthi và Hezbollah, Hamas lẫn cả dân quân Hồi giáo ở tại Iraq. Vì vậy là quyết định của Tổng thống Biden hiện tại cho rằng một quyết định sai lầm. Các báo chí bình luận với lời nói của ông cũng như kế hoạch của Tổng thống Biden hiện tại là kế hoạch lừng chừng. Kính thưa bạn, tới không tới, lui không lui, nghĩa là
muốn tiến không tiến mà hãy muốn dậm chân tại chỗ. Vì vậy làm cho Lưu Minh của ông hãy nói đang chán nản. Đầu tiên Du Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn là hiện tại Tổng thống Biden ông đang bị áp lực ở tại Trung Đông từ khối Ả Rập Xê Út, và đột nhiên Trần Giáo Kim nhào ra, đó là Tàu Cộng, lại bắt tay với Iran qua những cuộc tập trận cũng như đưa tàu chiến của Trung Quốc vào ở vùng biển đỏ, luôn cả vịnh Ba Tư. Tức là muốn làm cách nào để cho cuộc chiến này tiếp tục giằng co mà bắt buộc Hoa Kỳ phải rời khỏi Trung Đông. Vị thế của Hoa Kỳ hiện tại ở Trung Đông hầu như càng lúc càng thâu hẹp, mà những gì từ Ả Rập Xê Út đã lên tiếng nhấn mạnh với Tổng thống Biden và lẫn cả Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu nhiều lần về vấn đề việc mà Ả Rập Xê Út hỗ trợ cũng như ban giao trở lại bình thường hóa giống như trước kia với Do Thái, thì điều này chỉ cần một điều kiện là Do Thái phải rút quân rời khỏi Palestine và trả lại hòa bình cho đất nước Palestine, thì lúc đó bắt đầu giải quyết và quân đội Hoa Kỳ phải rời khỏi Biển Đỏ và thậm chí rời khỏi cả Iraq và Syria. Ây cha, cục diện của Tổng thống Biden hơi bị mệt ngay bây giờ với sức ép của địa chính trị thế giới, đặc biệt nhất là tình hình Trung Đông đang diễn ra 24 giờ. Thì riêng về nói đồng minh của ông từ Anh Quốc tự động rút tàu chiến và còn lại Pháp cũng như Ý, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác có tàu chiến cũng như luôn cả tàu cứu hộ hay những chiếc tàu khác để hỗ trợ cho người dân Palestine, đặc biệt nhất là ở tại biên giới giữa Palestine và tự nhiên vô dân quân mất tiêu quốc gia đó, dân mình để bên đó đi. Thì tuyên bố hôm nay cho biết là chúng tôi không lệ thuộc vào Hoa Kỳ, mà hành động của chúng tôi là một hành động đơn lẻ, cũng như luôn cả những hợp tác, hợp đồng về quân sự các ông không chơi nữa. Vì Tổng thống Biden ông lưỡng ước, ông cứ ở ngang là ba hồi gì bốn hồi khác. Vì vậy Pháp, Anh Quốc, Đức và nhiều quốc gia không thống nhất đồng bộ với nhau. Thì chuyện gì sắp đến, nói vấn đề tình hình ở Trung Đông, theo các báo chí chia sẻ cho rằng nếu như sự lưỡng ước của Tổng thống Biden cũng như ở kế hoạch mà lưng chừng hiện nay thì xem như Hoa Kỳ bị thiệt hại nặng nề. Đó là theo tin tức về tình hình ở Trung Đông, kính thưa bạn. Riêng về Egypt mà vừa qua Du Danh mới vừa quên tên, thì quốc gia này là nhấn mạnh thêm với Hoa Kỳ nhiều hơn nữa, nói về mặt ngoại giao cũng như là Egypt không cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ nhiều mặt, mà quốc gia này do Hoa Kỳ đã hỗ trợ về vũ khí, nói hàng năm lên tới hàng tỷ đô la, và những chi tiết khác về tình hình ở Trung Đông đang bước trong cái giai đoạn cực nóng cho Hoa Kỳ. Đó là tin tức đặc biệt về Egypt cũng như Hoa Kỳ và Trung Đông, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức Tàu Cộng, nói về tình hình ở tại Tàu Cộng hiện tại đang rơi vào trong tình thế là phải nói vô cùng gian nan cho Tập Cận Bình. Nhìn thấy ngày tư ngày tết ở đất nước Trung Quốc mà cái mặt của Tập Cận Bình nó méo như cái đàn, mặt méo xẹo, kính thưa bạn. Vì sao? Vì nói là ngân hàng tài sản của đất nước Trung Quốc sụp đổ hoàn toàn. Và Tập Cận Bình, hãy nói đang điên đầu và không biết cách nào để giải quyết tình hình này. Vì buộc quốc tế trong tuần lễ vừa qua, cũng như luôn cả các khoản tiền bơm tài chánh vào sàn buộc quốc tế không thấm vào đâu. Bản đỏ vẫn là bản đỏ. Và hiện tại dưới đại gia của Tàu Cộng nói về buộc và các công ty xuất khẩu quốc tế, kính thưa bạn, thì bây giờ phải nhờ đến Hoa Kỳ cầu cứu. Nói nếu như Hoa Kỳ không cứu chúng tôi thì đất nước Trung Quốc sẽ sụp đổ hoàn toàn về kinh tế, vì ngân hàng tài sản kinh tế Trung Quốc đã sụp đổ thì chúng tôi không còn đường nào lựa chọn, và làm cho sự sụp đổ dây chuyền từ Trung Quốc lẫn cả
Hồng Kông và Thượng Hải với tất cả những về buộc quốc tế nói đến là trong hai tuần lễ này, bảng đỏ đi xuống ở mức độ trừ một cách ác liệt chưa từng có về điểm theo tính về tài chính thiệt hại ở một tháng này có thể lên tới 26.000 tỷ đô la mà Trung Quốc bị thiệt hại. Vì vậy Tập Cận Bình hãy nói là mặt méo xẹo như cây đàn, và uy tín của Tập Cận Bình hầu như đã mất từ đây, và không còn cái tinh thần về tiếng rằng là đất nước Trung Quốc, lại cộng thêm Tết đến nơi. Hiện tại hôm nay đã là ngày 30 ở tại đất nước Trung Quốc, thì Bộ Y tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang báo động đỏ, nói vấn đề chứng nghẹt thở, dịch bệnh ngay bây giờ đang rơi vào ở trong tình thế là khủng hoảng. Nói đến là ở hàng tuổi từ 40 đến 50 là một trong căn bệnh đột biến, một trong căn bệnh phải nói khó chữa và khó cứu nhất chưa được rõ, đó là bệnh đứng tim. Một cách đáng sợ chưa từng có mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang kêu gọi người dân hiện tại nới vui xuân, thì cũng nên nhớ hãy đừng bao giờ chủ quan về vấn đề chứng nghẹt thở này, một trong những đứng tim bất chợt mà người dân Trung Quốc hiện đang hứng chịu hôm nay. Thời gian trước kia thì ở cái lứa tuổi trẻ từ 20 cho đến 30, thì bây giờ quay ngược trở lại là sự đột xuất của nó là từ 40 đến 50, càng lúc càng nhiều mà khó có thể chữa được, lại cộng thêm nói phổi đốm. Phổi đốm là một trong chứng ung thư, bây giờ ở tại đất nước Trung Quốc 10 người có thể mắc chứng bệnh này đến 5 người. Ây cha, mà cho rằng đây là vô phương cứu, chết rồi. Chuyện này Trung Quốc không biết tính sao đây trước tình thế này. Giữa thời điểm hiện tại Tết đến nơi, thì đất nước Trung Quốc nói về nền kinh tế đang chết giấc chết giả, lại cộng thêm vấn đề quân sự cũng như cuộc tập trận của Hoa Kỳ ở tại Biển Đông, Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ đang rùm beng để đập trận ở Thái Bình Dương. Thì có tập trận ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa hay không, không biết. Nhưng Hoa Kỳ đã cho biết là cuộc tập trận bao phủ cả Thái Bình Dương, tức là cuộc tập trận di chuyển không nằm một chỗ ở khu vực này, hôm nay chỗ này, ngày mai chỗ khác. Phía Tàu Cộng bắt đầu đang lên dây cốt để là cuộc đe dọa. Thứ hai, vấn đề Đài Loan. Đài Loan đang đặt mua hỏa tiễn đất đối và không đối với Hoa Kỳ, là một trong hỏa tiễn tối tân với hợp đồng 70 triệu đô la và 50 hỏa tiễn đầu tiên, và Đài Loan sẽ tiếp tục mua thêm hỏa tiễn nhiều hơn nữa, con số lên tới là gần tỷ đô la. Đây là cuộc thí nghiệm khi Đài Loan xác nhận là hỏa tiễn có tầm sát hại và chính xác ở điểm cao, và bắt đầu Đài Loan sẽ hàng loạt đặt thêm nhiều hơn nữa theo tin tức từ Ngũ Giác Đài đã cho biết, và cũng như sự hợp đồng giữa Đài Loan và Hoa Kỳ chặt chẽ, và trúng mối này xem bộ Trung Quốc hơi bị mệt ở trong những ngày sắp tới vì vấn đề việc đe dọa Đài Loan. Giữa thời điểm tân tổng thống Đài Loan ông Lai Sinh Đức, ông quyết định là kế hoạch phòng thủ bảo vệ Đài Loan bằng mọi cách mọi giá, và Đài Loan có thể bước vào một giai đoạn độc lập trong tương lai sắp tới theo những gì tin tức từ Đài Loan đã công bố. Đó là tình hình đặc biệt về giữa Đài Loan, Tàu Cộng cũng như Hoa Kỳ và cuộc tập trận. Kim Jong Un hôm nay là nổi cơn điên, bắt đầu lên tiếng cho biết kêu gọi quân đội của Bắc Triều Tiên sẵn sàng ở trong tình trạng chiến đấu chờ lệnh của ông. Kim Jong Un cho rằng cái giải pháp hiện tại mà đất nước của Bắc Hàn là muốn hòa bình, đó là phải xóa sổ đất nước Nam Hàn, đưa Nam Hàn trở thành tro bụi. Đó là biện pháp để giải quyết hòa bình. Nếu như không, thì không có cách nào để giải quyết hòa bình giữa Nam Bắc Triều Tiên, theo lời Kim Jong Un đã tuyên bố. Những gì mà Kim Jong Un đã lên tiếng hôm nay, tình hình hiện tại nói đến Nam Bắc Triều Tiên vẫn ở trong cái giai đoạn căng thẳng cực nóng của nó chưa từng có. Thì chúng ta hãy chờ những ngày sắp tới. Như vậy giữa Nam
Nam và Bắc Triều Tiên duy tiến 38 này ra sao, và có cuộc xung đột nào hay không, hay là dẫn những lời hăm dọa theo lời của Kim Jong-un. Kim Jong-un nói chuyện con gái Kim Jong-un còn đã nữa, nhiều câu hơi bị sốc. Thì có thời gian tin tức bớt chút xíu, Du Danh sẽ bình luận về lời của Kim Jong-un nói chuyện với con gái của mình về tình hình hiện tại, vì thời gian có hạn, mong các bạn thông cảm cho Du Danh. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình ở tại Việt Nam, nói đến Sài Gòn và tất cả các tỉnh thành khác về chợ hoa. Hãy nói hoa cũng có lúc ấy ẩm các bạn, hoa không phải hoa nào cũng đắt giá như những gì chúng ta thấy ở tại Sài Gòn ngày hôm nay. Phải nói là chỉ cần bỏ ra 200.000 đồng mua chất đầy một xe hoa, đủ loại hoa mai, hoa cúc, hoa vàng, đủ thứ loại hoa nào mà người ta thích mua, vào ngày 30 Tết là giảm giá ở mức 70% mà người chủ bán hoa. Hãy nói tôi chỉ mong muốn rằng là làm sao để bớt lỗ lã, còn hơn trở về không. Trở về thì cũng bỏ, không có chỗ để. Vì vậy là người dân Sài Gòn, hầu như tất cả các 11 quận, quận nào cũng ùng đi mua bông hoa về để trưng trong nhà, vì giá quá rẻ, vào ngày 30 không còn nữa. Nhưng ngược lại, về vật giá ở bên ngoài, nói đến việc rau cải thịt thà thì bắt đầu lại tăng giá, kính thưa các bạn, lại tăng, không chịu xuống mà tăng, chỉ có hoa nghĩa là giảm thôi, hoa giảm, hoa ế, hoa giảm. Vì vậy còn những mặt hàng khác thì đang tăng giá, mà người dân phải nói lên cơn sốt, nói trời ngủ đêm sáng ngày, sáng ra đi chợ, xách cái giỏ ra chợ mua rau cải, cái gì nó cũng lên chút, lên những hàng này vài trăm, có món hàng thì lên tới cả ngàn đồng, 2.000 đồng, 3.000 đồng, dân dân. Vì vậy là bắt đầu bước vào cái Tết là khổ cho người dân nghèo. Người dân nghèo phải rơi vào trong tình trạng khủng hoảng nhiều hơn nữa. Đó là theo tin tức về vật giá cũng như luôn cả chợ hoa ở Sài Gòn và các tỉnh thành khác ở toàn đất nước Việt Nam. Một trong tin tức nói đến Bộ Giao thông Đảng Cộng sản Việt Nam vừa công bố về nạn tai nạn chỉ mới vào ngày đầu nghỉ Tết thì đã xảy ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn, lên tới 33.000 người tử vong, 33 người và còn lại 73 người đã trọng thương chở đến bệnh viện. Thì khuyên các bạn, nói đến ngày tư ngày Tết, làm ơn làm phước để rằng là lái xe đừng uống rượu, uống rượu rồi là xong phim luôn, hơi bị mệt lắm. Vì vậy giờ bị công an phạt, giờ phải rằng là làm cho gia đình phải lo lắng. Tốt nhất uống rượu nên ngủ ở nhà, đừng đi. Cũng như các bạn trẻ, cũng đừng có đua xe, cũng đừng có ga rẻ. Mình là có xe mới để đua với nhau, cũng như lên giới thiệu với tuổi trẻ những pha mà lạng qua lạng lại dân dân. Chuyện này hơi bị mệt đó. Nói đến việc ở Việt Nam về tai nạn giao thông thì hầu như đứng vào hàng đầu thế giới và không thể nào nó tránh khỏi chuyện đó. Vì vậy là khuyên các bạn nên cẩn thận. Điều quan trọng nhất là sức khỏe. Có sức khỏe mới có được mọi việc, những gì mình mong muốn. Nhưng không có sức khỏe thì xem như là vô dụng. Cũng như không có sức khỏe không thể ra tiền. Mà có tiền thì có sức khỏe. Mà không có tiền mà không có sức khỏe thì cũng như không, kính thưa bạn. Nói cái cuộc đời của người của chúng ta, một năm chỉ có 365 ngày, ngày nào cũng phải làm, ngày mai tiêu việc, ngày hôm nay cũng phải làm. Vì vậy cần phải có sức khỏe, cần phải bảo vệ sức khỏe của mình để cho gia đình, cho người thân của mình bớt lo lắng, và chính mình cũng để hỗ trợ cho người thân của mình vấn đề 3 ngày Tết. Thì nói đến cái Tết hiện tại ngay bây giờ thì ở hầu như cả đất nước Việt Nam ngay bây giờ đang xôn xao để ăn Tết. Người thì hôm nay cúng ông bà để rồi rước ông Táo đi về. Kính thưa bạn, nhiều chuyện xảy ra ở Việt Nam mà Vô Danh còn nhớ nói đến giàu thở nhỏ. Tết Việt Nam trời khoái lắm, Tết Việt Nam được mặc đồ mới rồi được lì xì tiền với dân,
bây giờ không biết có còn nữa hay không. Về việc lì xì thì tất nhiên đã có, nhưng cái tuổi trẻ đang mong chờ cái Tết này rồi rất là nhiều thật nhiều, nhưng mà khi già rồi đó, trời, nghe nói Tết nó chán gần chết luôn, giờ phải tốn tiền, giờ phải lo chuyện này chuyện kia, lại giờ phải thêm tuổi nữa, rồi cái ngày là chuẩn bị để đi đoàn tụ với ông bà gần hơn nữa về cái Tết, dần dần nhiều chi tiết nó đến cái Tết Việt Nam là một trong cái Tết cổ truyền của chúng ta mà người dân của chúng ta nói ngày xưa, kính thưa bạn, thời Diệu Danh còn đi lính thì cái Tết cứ đóng quân gần ở khu vực nhà dân thì đi đến nhà nào cũng kêu vô ăn cơm, ăn bánh tét, ăn mứt, uống trà dân dân. Nhưng thời gian đó hầu như đã quên dần, không còn nữa. Vô Danh ở nơi đây hơn 40 năm thì chưa bao giờ là được hưởng thức cái Tết. Một cái Tết nồng ấm, một cái Tết bên gia đình hoàn toàn không có. Ngày nào cũng đi cày, ngày nào cũng phải đi làm. Sau khi về hưu thì con cái lại là tứ hướng, mỗi đứa một tỉnh, mỗi đứa một nước, mỗi đứa một nơi, dân dân, không có đứa nào gần hết. Cuối cùng thì còn lại hai khỉ già ấy ngồi giữa cái Tết này cũng rất là buồn, nhưng biết làm sao hơn. Hy vọng rằng trong năm 2024, đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ có những sự thay đổi mới, mà Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải sụp đổ theo thời gian của nó, theo cục địa chính trị về tình hình thế giới hôm nay, với những gì mà chúng ta đang nhìn thấy ở tình hình trước mắt hôm nay. Dân thì Vô Danh có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Vô Danh. Vô Danh kính chúc đầu năm tất cả các bạn thân thương của Vô Danh cũng như toàn cả đất nước chúng ta, người dân Việt Nam của chúng ta được khỏe mạnh, được bình yên và đạt được nhiều thành công của năm 2024. Vô Danh xin tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn gặp nhau tại Sài Gòn.